Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ xuất khẩu lô xe điện đầu tiên của VinFast ra thế giới. Cùng dự có Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đại sứ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lãng hoa chúc mừng. Lô xe VinFast VF8 đầu tiên xuất cảng có số lượng 999 chiếc dành cho thị trường Mỹ, được chuyên chở bằng tàu thuê riêng Silver Queen của Panama. Dự kiến sau khoảng 20 ngày xuất phát từ cảng MPC Port Hải Phòng, lô xe sẽ cập cảng California, Mỹ và sẽ được bàn giao tới những khách hàng đầu tiên vào cuối tháng 12 năm 2022. Đây là lô xe đầu tiên xuất khẩu ra thị trường quốc tế trong số 65.000 đơn đặt hàng xe điện VinFast VF8 và VF9 trên toàn cầu. Ngay sau thị trường Mỹ, VinFast sẽ xuất khẩu các lô xe VF8 tiếp theo tới thị trường Canada và châu Âu để kịp bàn giao cho khách hàng vào năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ngành công nghiệp ô tô là một trong những ngành công nghiệp đi đầu, kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp khác, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, năng lực khoa học công nghệ, đồng thời có tính biểu tượng cao về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mức độ phát triển của nền kinh tế. Phát triển ngành công nghiệp ô tô là mong muốn của hầu hết các quốc gia. Nhiều năm qua, Đảng Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, khuyến khích tạo điều kiện hỗ trợ thúc đẩy phát triển công nghiệp ô tô. Với việc chính thức làm chủ công nghệ cao và sản xuất ô tô điện thông minh, đạt đẳng cấp xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu của tập đoàn Vingroup, Việt Nam đã thực sự ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ ngành công nghiệp công nghệ cao thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, VinFast đi sau trong lĩnh vực sản xuất ô tô trên thế giới, nhưng có lợi thế là có thể đi tắt đón đầu để ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa cao, thông minh nhất, cách tiếp cận khách hàng khác biệt nhất, cùng với việc tập hợp được nhân tài trên toàn cầu cho phát triển. Nhân dịp này, Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, nhận thức rõ, công nghệ và công nghiệp chính là câu trả lời cho sự phát triển bền vững của đất nước và doanh nghiệp vì một Việt Nam hùng cường. Cần phải đầu tư phát triển công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo nước nhà, không chỉ vì tương lai đất nước mà còn chính vì tương lai của chính mình.